nhà tư sư Hoan Hỷ giải đáp giúp con. Phật giáo phát triển không phải ngoại đạo, nhưng họ tụng các kinh không phải do Phật thuyết, đi con đường không do Phật thuyết như niệm A Di Đà lên Tây Phương, trì chú vân vân, tôn thờ những hình tượng không phải do Phật thuyết như Quán Âm, Đại Thế Chí, Địa Tạng vân vân. Mặc dù con đệ tử Đức Bổn Sư, nhưng họ niệm hồng danh A Di Đà thì sao? Thay vì họ hiểu tứ đế bát chánh đạo, hành thiền tứ niệm xứ, nhưng họ lại niệm Phật, lạy Phật để cầu vãng sanh một nơi không có thật, không do Phật thuyết. Con xin được nghe tư kiến của sư về vấn đề này. Thì sư đã nói rất là nhiều rồi. Cái người mà yêu thích chủ tịch Mao thì họ sẽ có cái quyển bút ký của chủ tịch Mao. Họ sẽ thực hành theo lời dạy của chủ tịch Mao. Thì người đó là mình biết, cái người yêu mến Mao chủ tịch thì họ là người Trung Hoa. Còn nếu như mà cái người mà yêu thích chủ tịch Hồ Chí Minh, có cái lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, thì mình biết cái này là người Việt Nam. Nó đơn giản vậy thôi. Còn những người á, mà thực hành nó ngoài cái lời dạy của Thế Tôn, không coi Thế Tôn là thầy, thì thôi mình để họ qua một bên, để ý làm chi. Điều quan trọng á, là mình thực hành có đúng hay là không. Chứ còn cái số lượng người mà họ không có thực hành theo bát chánh đạo, không có coi Thế Tôn là thầy thì nhiều dữ lắm. Mình nói sao hết, bây giờ thế giới này có 10 tỷ người thì bao nhiêu người thực hành đúng theo bát chánh đạo, bao nhiêu người coi Thế Tôn là thầy. Cho nên á, cái hồi mà mới thì còn có nhiều tinh lực để mà chỉ rồi nói các thứ, nhưng mà sư nói thiệt á, tu điếc là nhìn chúng sanh á, nó cũng quải lắm. Thôi mình lo mình tu phần của mình đi, rồi có cái nhân duyên, có cơ hội, có điều kiện, ai tới với mình á, thì mình độ họ. Giống như bây giờ thì sư thuyết pháp, sư nói chánh pháp, thì ai có khả năng nghe, ai có mắt để mà thấy, có tai để mà nghe, có trí để mà hiểu, để thì họ tới họ nghe thôi. Còn những người họ không thấy được, không nghe được, không hiểu được thì thôi họ tới rồi họ đi. Mình không có rảnh, sư nói thẳng là mình không có thời gian. Cái người mà cần mình giúp đỡ còn nhiều lắm, mà cái người mà họ tào lao nó cũng nhiều lắm. Mình không có cần phải lưu tâm tới để làm gì ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.